Mới đây, anh trai Hằng Du Mục tiếp tục chiếm sóng mạng xã hội khi trưng trổ giọng hát Vạn Người Mê. Tuy nhiên, một số netizen chỉ chú ý đến hình xăm trên cánh tay của anh vì chợt phát hiện ra một điều. Trong phiên live hôm 25 tháng 9, dù Hằng Du Mục không xuất hiện nhưng vẫn gửi những chiến thần câu view tới để hỗ trợ học trò Lương Đỗ. Bên cạnh Nhất Dương, Dịch Dương vốn được nhiều người yêu mến, buổi phát trực tiếp lần này còn xuất hiện thêm một nhân vật đặc biệt, đó là anh trai ruột của nữ TikToker. Được biết, anh cả của Hằng Du Mục có tên là Nguyễn Thế Hiển, vì trùng tên cậu em cùng cha khác mẹ nên dân tình gọi chàng trai này là Hiển lớn. Đây là lần đầu tiên anh góp mặt tại phiên live bán hàng liên quan đến cô em gái nổi tiếng. Trước đây, Hiển lớn từng gây xôn xao với màn khoe giọng hát khi phát trực tiếp trên trang cá nhân hay những lần trò chuyện cùng mẹ kế cũng như các anh em trong nhà. Lần xuất hiện trên live bán hàng này, anh chàng đã khiến dân tình phải suýt xoa về visual ghen trội của mình. Đi kèm với ngoại hình nam tính, nước da ngăm đen rắn giỏi, anh trai Hằng Du Mục còn làm hội chị em thổn thức khi cover bản hit Katy Katy của ca sĩ Lam Trường bằng chất giọng giàu cảm xúc chạm đến trái tim. Bên cạnh đó, anh chàng cũng thoải mái kết hợp với một bạn nữ trong ekip thể hiện ca khúc Cơn Mưa Tình Yêu thu hút sự chú ý của dân tình. Bố của Hằng Du Mục cũng có lần gây bão khắp mạng xã hội khi góp mặt trong phiên live hỗ trợ con gái. Và giờ lại thêm anh trai của nữ TikToker cũng giống bố như tạc, cả khuôn mặt, cách nói chuyện từ tốn đến giọng hát trầm ấm rất vào lòng người. Thậm chí, netizen còn đùa nhau rằng Hằng Du Mục chỉ còn là cái tên khi xuất hiện các chiến thần hút view như bố, anh trai, em trai của cô và cả hai người con riêng của chồng cũ là Dịch Dương Nhất Dương. Lần đầu tiên debut mà anh trai Hằng Du Mục đã khiến dân tình xôn xao bàn luận thì quả thực sức hấp dẫn không phải dạng vừa. Nhà Hằng Du Mục toàn ghen trội thế này, hôm trước đã sốc trước phong độ của bố giờ đến anh trai cũng xuất thần thế này. Anh trai thay em gái like cùng các em và các con, thương gì đâu, anh trai giống hệt bố nhỉ, nhà Hằng Du Mục ai cũng đẹp hết, cách nói chuyện cũng từ tốn giống nhau, trời ơi, cái visual làm các chị em thổn thức nha, thật sự là nhìn Hiển lớn không quá đẹp nhưng cuốn hút ghê. Phải chi mấy bác hàng xóm hát hay bằng một phần của anh này thôi đã hạnh phúc rồi, ai hay đổ lỗi cho Mick đề nghị tự kiểm điểm bản thân, là ý kiến của cư dân mạng. Gây chú ý trong số này là comment, ê cái vòng trên tay ổng, hy vọng tôi nghĩ sai. Đáp lại, có netizen bày tỏ, từ hồi biết ý nghĩa của nó, tôi không suy nghĩ bình thường được, mình quen một số người có hình xăm kiểu vậy và hầu như là vậy đó. Sở dĩ họ phản ứng như vậy là vì trước đây, hình xăm 3 vòng lớn một vòng nhỏ hay 2 vòng lớn một vòng nhỏ được cho là biểu tượng liên quan đến cộng đồng LGBT. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại nó đã được ưa chuộng hơn, không chỉ những bạn thuộc giới tính thứ 3 mà nam nữ bình thường cũng lựa chọn xăm lên các vị trí cơ thể. Cho nên, người hâm mộ đã vào phản bác ý kiến ngờ vực giới tính của anh trai Hằng Du Mục kể trên. Đồng thời cho biết thêm, Hiển lớn từng có vợ nhưng đã chia tay và hiện đang trong mối quan hệ mới, do đó không phải thành viên của cộng đồng LGBT. Còn nhớ, thời điểm ông Nguyễn Công Hảo và Hằng Du Mục bị tổn hại danh dự bởi người phụ nữ xưng là mẹ ruột, Hiển lớn đã nhanh chóng có hành động bảo vệ cả hai bằng cách mở livestream tiết lộ tình cảnh lúc nhỏ của mình và em gái. Không chỉ vậy, anh còn thẳng tay dạy cho Tôn Bằng, em rể cũ một bài học khi người này vào livestream giả vờ làm thân.